Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14 giờ 24 phút chiều nay, một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter đã xảy ra ở địa phận huyện Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam. Đây là thông tin được Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu chính thức phát ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay. Theo đánh giá, động đất đã gây nên rung động trên cấp 6 ở khu vực Thủy điện Sông Chanh. Nhận định về trận động đất cấp độ 4,7 độ Richter vừa xảy ra, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc trung tâm cho rằng trận động đất vừa qua vẫn là động đất kích thích với cấp độ tăng dần nhưng vẫn trong mức an toàn cho phép đối với đập Thủy điện Sông Chanh 2. Như vậy, các ý kiến dự báo về tình hình và quy luật động đất kích thích tại Sông Chanh 2 của Viện Vật lý Địa cầu đưa ra cho đến thời điểm này vẫn là hoàn toàn chính xác. Cùng thời điểm này, vào lúc 14 giờ 25 phút chiều nay, người dân ở nhiều địa phương như là Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi cũng đã chứng kiến mặt đất và nhà cửa rung lắc mạnh. Nhiều cán bộ nhân viên ở một số cơ quan ở thành phố Quảng Ngãi đã hoảng loạn chạy ra khỏi phòng làm việc. Cơn dư chấn xuất hiện tại huyện Tây Trà trong vòng 5 giây. Cơn rung chấn này xảy ra đang trong giờ làm việc nên nhiều cán bộ công sở ở trung tâm huyện Tây Trà đã hoảng hốt chạy ra ngoài. Cơn rung chấn này được xem là mạnh và xảy ra trên diện rộng nhất từ trước đến nay ở huyện Tây Trà so với 4 đợt rung chấn trước đây. Vào lúc 14 giờ 25 phút vào chiều nay, người dân ở huyện Ba Tơ và thị trấn Di Lăng cũng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển làm cho các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, bàn ghế liên tục chao đảo.